Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người một cái cây. Đó. Mọi người nhìn biết đây là cây gì không? Đây là cây đủng đỉnh nha mọi người. Cây đủng đỉnh mà nó có trên trong bài hát đây đó. Ngày xưa thì đám cưới người ta hay cái dùng cái trái đủng đỉnh này là người ta kết thành cái màn á, ngay cái cổng ra vào, cái cổng chào khách của cô dâu chú rể á, rất là đẹp. Đây là nó đang nở trái to nè. Nha. Rồi ở đây là chín nha mọi người. Đó, thì nó chín đó, tại do nó chín của nó mà đỏ. Mà nguyên một cái buồng nào mà nó chín hết thì sẽ rất là đẹp. Còn đây là cái nhỏ nha, nước nhỏ. Nước nhỏ chưa có lớn đó. Cái cây này thì thôi, trái nó xum xê luôn. Đó mọi người thấy chưa? Nó nở quanh năm. Trái nó nở quanh năm tận gốc luôn mà nó còn có nè, mọi người thấy không? Đây mình sẽ quay toàn cái cảnh nha. Ở đây là nó cứ 2-3 cây nữa. Rất là nhiều buồn ngon đây, cái buồn này nó mới trổ. Cái màu nó non, nó đẹp làm sao. Thấy chưa? Nếu mà tính hết trơn mấy cái cây này biết bao nhiêu buồn mà nói luôn á. Đây nè. Trời ơi. Nó đẹp. Đó. Mình xin nói lại ha, đây là đủng đỉnh nha mọi người. Cái đủng đỉnh đó, bạn nào chưa từng thấy thì xem cái clip này thì đã biết được cái trái đủng đỉnh nó như thế nào ha. Ở đây nó gồm có tất cả là 2, 4, 8 cây mọi người. Nó cứ mọc con ra thêm hoài á. Đó. Đó, 8 cây. Trái quanh năm luôn mọi người. Người ta còn dùng cái trái này để mà ngâm rượu nữa. Ngâm rượu sẽ... Chào mấy con. Ngâm rượu là trị bệnh nhức mỏi đó mọi người nha. Đó. Trái đỉnh đỉnh nha. Cái đúng đỉnh nên trồng ha. Rồi, bye bye, tạm biệt mọi người nha.